Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Mơ Hắn Tây Channel. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một video tiếp theo, đó là cầm Luffy đi boss cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ chiến con boss Ken. Mời các bạn xem với mình nha. Vô. Rồi, mình sẽ tiến hóa. Kêu thôi. Luffy của mình là Luffy 4 sao nha. Thử test xem sức mạnh của nó ghê gớm cái nào. Rồi, kêu tiếp thôi. Ôi ôi, con boss nó ăn kìa. Con boss nó ăn khá là kinh dị luôn. Kéo kim cương như thánh vậy. Rồi, mình tiếp tục ăn viên trưởng thôi. Được có 48k hả? Khá là yếu. Khá là yếu đuối luôn. Rồi mình sẽ ăn kiếm nha. Quá sát kiếm rồi. 15 cây. Bùm. Chát. Được 6 mấy k. Nhìn lúc bị quả đã thiệt. Rồi bơm nộ vô kêu coi. Rồi mình sẽ ăn viên hút. Viên nào nhiều thì các bạn cứ ăn thôi. Ăn để tạo viên trưởng, cho viên trưởng nó góp xuống nhiều rồi mình sẽ ăn viên trưởng một lượt luôn cho nó dễ. Rồi mình sẽ ăn viên trưởng. Ồ, được 13 viên trưởng luôn. Nó rồi xong rồi, 7 cây kiếm chắc không thấm mình đâu. 400k chứ nhiều. Mình sẽ ăn viên nộ nha. Thấy mồ rồi. Quá sát kiếm rồi các bạn ơi. Chắc mình méo quá. Mình quá full máu rồi. Ôi ôi, một nồi kiếm kìa anh em ơi. Có 11 cây à, phải có nộ là mình méo luôn rồi. Có nộ là méo là cái chắc rồi. Mình sẽ ăn mana nha. Muốn hết nữa cái bản đồ là mana rồi. Ôi ôi. Có 27 viên mana chứ nhiêu. Gần nữa cái bản đồ rồi. Ôi, ăn ảo gì cũng được 50 kiếm nữa kìa. Rồi mình sẽ ăn viên trưởng thôi. Mình sẽ tích viên trưởng cho lên dạng viên 4 hay vậy. Mình không biết đọc cái đó, cái dạng đó làm sao nữa. Rồi kêu tiếp thôi. Ăn hút nha. Hút khá là nhiều rồi. Kiếm cũng quá chừng luôn. Đam chắc cũng lên ngon ngon rồi. Đó, được 173k rồi. Đối với một con F4 thì đam như đây là cũng khá là ổn rồi. Không có gì phải chê nữa. Kỹ năng thì khá là đẹp. Mình rất thích kỹ năng của Luffy. Ăn một cái là hết chân luôn. Hết chân viên rồi mình chọn luôn. Khá là bá đạo. Ui, 300k. Boss đánh khá là đau. Mình tiếp tục ăn viên trưởng thôi. Chính khá là nhiều kiếm luôn. 12 cây. Đam này chắc lên được 200k nè. Bùm, không tới, 107 hả? Cũng được. Mình đợi ăn viên trưởng tiếp thôi các bạn ơi. Đó, mình đợi cứ ăn viên trưởng thôi. Ui ui, 500k kìa các bạn ơi. Cái dạng viên 4 của nó nè. Mạnh vãi trưởng luôn. Cái dạng này nhìn nó hơi hơi đen xíu. Hai cái tay thì chà bá mà hai cái chân thì có chút ép nè. Nhìn nó dị dị sao các bạn. Ủa. Kiểu như con ếch, mà con ếch này nó lộn ngược hai cái đùi lên trên. Con ếch thì hai cái đùi nó to, nhưng mà hai cái chân nó thì hai cái tay nó thì nhỏ. Mà cái này thì nó ngược lại. Nó kiểu con ếch mà nó quay ngược lại đó các bạn. Mình thấy giống vậy. Thì không biết các bạn nghĩ sao. Máu lên kìa, máu nè. 1,2 triệu. Ớn hồn không. Còn F4 đó. Đam thì khỏi phải bàn. Đam thì rất là cao.
theo mình nghĩ là vậy. Rồi kiếm nhóc trên kìa, mình sẽ ăn kiếm nha. Ôi ôi đã 27 cây kiếm kìa, đam không biết lên nổi chịu không, 400 mấy à, hồi nãy lên được 500k luôn. Rồi con boss nó đã tiến hóa rồi nha. Ăn viên trưởng tiếp thôi, trưởng bây giờ ít ngay không à. Ôi 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 ôi, ăn như đúng rồi vậy, 30 viên trưởng yếu xìu. Bùm, gần 1 triệu nha, 898k, như siêu nhân vậy các bạn. Con boss bây giờ tuổi tôm rồi, đánh sao thấm nữa. Ôi ôi nó ăn kìa, phê thiệt, phê thiệt. Chỉ có một từ duy nhất để mình tả thôi, lên 1 triệu luôn kìa, kinh khủng thiệt. Đó là từ quá đã. Chơi con lúc thì chỉ có thể miêu tả là một từ đã thôi. Kêu kìa, ăn muốn nổ màn hình luôn. Kêu đau như thế này thì bớt chịu sao cho nổi, cứ đều vậy hả. Ôi 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 ôi, ôi số xuống còn 600 mà, nãy kêu được 2 phát chịu liên tục luôn. Rồi mình ăn viên trưởng tiếp nè, tuy đã full rồi nhưng mà vẫn ăn lên đẫm kìa. Bùm, 500k hột đam rồi, không có kiếm nhiều cho nên đam nó cũng bị giảm theo luôn. Mình phải phá cái map cho kiếm ở trời nó rớt xuống thêm nữa, nhiều rồi tiêu phát cho nó đã. Vẫn không có kiếm đất xuống. Ủm, 500k. Kiếm vẫn còn quá ít, mình sẽ phá map tiếp thôi. Trang nộp, phá banh cái map ra cho kiếm ở trên nó rớt xuống. Ăn được 10 cây kiếm kìa, đâm lên được 1 triệu lại không đây. Trời ơi, 1 triệu 3 kìa, phải không? 1 triệu 3 luôn, kinh dị thiệt. Mình đây kêu ăn kiếm luôn đi, lên nổi 2 triệu luôn không, kết thúc chương trình luôn không. Ôi 1 triệu 2, sao nó để đây 1 triệu 2 mà nó trừ, hình như có giáp nữa hay gì đó, nó trừ giáp ra, nó trừ giáp ra mấy trăm k á. Rồi mình sẽ ăn nguyên tiến hóa, mình tiến hóa khá là nhiều, win luôn không đây, đủ đam để win không, không đủ các bạn ơi. Còn một phát nữa, một phát nữa mới win được. Đam quá đã. 21 cây kiếm luôn. Rồi. Thì video test con Luffy của mình đi con boss Ken thì đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ là like và share và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ share video mình lên Facebook nhiều nhiều nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.